Andrew Chris xin chào đón tất cả quý vị khán thính giả đến với chương trình Andrew Chris Show Show Show. Có lần trước thì anh có nói, trong cái show trước thì anh có nói một cái câu mà em nghe, đó là tại sao anh lại nghĩ là cái người đàn ông mà nó hơi khốn nạn. Anh nghĩ sao mà nói cái người, em về em nghe. Không, lần đầu ông hơi, cũng có nói. Không, em thấy nó hơi chổi vào tai, đúng không? Khốn nạn của người đối với là những khán giả của anh, tại sao anh nghĩ như vậy mà anh nói như vậy? À, ông nội tôi hồi xưa dạy tôi một câu là đời có đàn ông và đàn ông, đàn bà và đần bà. Đàn và đần. Vâng, vâng. Đàn ông phải xứng đáng là đàn ông. Vâng. Đừng là đần ông, đàn vâng. Bà phải xứng đáng là đàn bà, đừng vâng. Là đần bà. Vâng. Thấy không? Hay. Còn sở dĩ tôi dùng cái chữ khốn nạn đây là cho nhân vật ở trong phim mà tôi đóng. Và đó cũng là cái tính cách của một thời, những thời phong kiến, những người đàn ông luôn luôn là chủ gia đình, những người đàn ông luôn luôn muốn quyền hành của mình mọi thứ, và người đàn bà như là một sự phụ thuộc trong cái cuộc sống, cuộc đời sống của mình. Tôi chết là cô phải ở giá như vậy. Nên bao nhiêu quá phụ đã phải sống thờ chồng trong suốt 40-50 năm để nuôi con. Chúng ta đã nhìn thấy những cái hiền phụ như vậy, rất thương và rất kính trọng những người phụ nữ đó, và sau này vẫn còn như vậy. Bằng cớ là sau 75 biết bao nhiêu người sĩ quan đi học là người vợ vẫn tần tảo tần kiệm để nuôi con cái, điều đó rất kính trọng. Tôi chỉ nhớ một cái câu một người bạn đi học, đi cải tạo, và có nói với tôi rằng: Quang à, khi ông ta về, ông ta biết là vợ đã lấy người chồng khác, thì khi ngay trong lúc bà đi lên thăm, tôi đã nói nếu em cần phải làm đĩ để nuôi con, anh vẫn kính trọng em như thường. Cái câu đó tôi nghe tôi đau lắm. Và đó là những cái thật. Thì tại sao cái nhân vật tôi đóng này nó không có thể thông cảm được cho vợ nó trong hoàn cảnh chiến tranh như thế? Thì tôi muốn nói, chúng ta đã có một cái thời chúng ta tự cho là chúng ta là quyền hành đủ mọi thứ, để mà nhìn người vợ như chỉ là một sự phụ thuộc vào cái cuộc sống của mình thôi. Thì đó là tôi nói cái chữ khốn nạn. Không phải là để miệt thị, nhưng mà đó là một sự tự trách ngay chính mình. Wow, rất là hay. Em phải thán phục anh là tại vì cái nhìn, cái vision của anh nhìn nó quá xa, rất là phải nói là nâng cái giá trị của người đàn ông và người phụ nữ nó lên bằng nhau, rất là hay. Bây giờ đó thì thời gian nó cũng không có nhiều, mà em biết là chị Thanh Lan thì có rất là nhiều fan, và đặc biệt nhất là tiếng hát của chị nó rất là ngọt ngào, giống như một dòng suối bao nhiêu năm nó chưa có dứt, đúng không? Thì gần đây cái sinh hoạt của chị sẽ cho ra một cái CD nào hay là một cái album DVD nào, chị có thể bật mí. À không, sắp tới thì thưa quý vị, Thanh Lan cũng chẳng có thực hiện cái gì cho riêng mình đâu. Ủa tại sao chị không thực hiện? Chị đợi cho đến cuối đời nữa. Cuối đời. thời gian này thì cứ bay đi nơi này, bay qua đi nơi khác, nên là không có thời giờ ở đây nhiều để mà làm những công việc đó, là phải có mặt ở đây thường xuyên, đúng không? Thì trong tuần tới thì Thanh Lan sẽ đi lên, nói tóm lại là ngày mai. Thì sẽ đi lên San Jose để hát giúp cho chương trình Thương Phế Binh trên đó. Thì cứ xách vali lên đường hoài cho anh Trần. Nhân cái gì mà chị nói chị đi hát cho Thương Phế Binh đó, thì em có một số cái email người ta gửi về, người ta nói như thế này, người ta nói có thể nào mình đặt một cái câu hỏi cho cá nhân chị khi mà ca sĩ Thanh Lan lên hát đó, thứ nhất người ta nói là mắt ướt. Tại sao chị có đôi mắt ướt, chị có đồng ý chuyện đó? Cái thứ hai là tại sao chị có cái nốt ruồi duyên ở bên miệng, nhưng mà người ta nói nốt ruồi là nốt ruồi ăn hàng, đúng không? Nhưng mà vẫn thấy chị đẹp như thường. Chị có thể trả lời hai câu hỏi đó không? Lan không biết tại sao mắt ướt, tại vì mắt nó ướt từ nhỏ tới lớn. Với lại hay xúc động đó, hơi cảm động tí thì là hay chảy nước mắt. Hay chảy nước mắt. Nó rồi này đâu có ăn hàng gì đâu. Nước rồi này ăn tiền đấy. Ăn tiền. Hồi xưa ở Việt Nam thì ăn một ngày hai bữa. Qua tới Mỹ này thì diet kịch liệt, ăn ngày còn có một bữa. Mà ở giữa thì không có ăn quà vặt gì cả. Cho nên cái câu mà ăn hàng là hình như nó chẳng có căn cớ vào đâu hết trơn. Rồi Lan cứ nhớ có một thời các cô bắt chiếc á, chấm chỗ này bắt đầu nụt cười chấm tùm lum. Có nhiều fan của Thanh Lan có đi xong nó rồi giống Thanh Lan, và Thanh Lan gặp đó thì là họ kêu kêu lại đây đây đây
em rất vui giống chị. Nó cũng là một cái gì vui vui. Yeah. Em biết là nó có nhiều cái câu hỏi nữa, nhưng mà mình không có đủ thời gian để mà mình chia sẻ nhiều cái tâm tư nếu không có thì bây giờ nghĩa là một cái câu hỏi cuối cùng đó là một người bạn của em rất là thân với em đó thì người đó rất là trân quý em mới nói với em là làm sao mời được hai anh chị lên. Thì hôm nay có hai anh chị lên thì bây giờ đó hai anh chị đã đóng nhiều phim, anh chị thì hát nhiều thứ tiếng, hát nhiều ngôn ngữ, nó có phải nào là chị open rất là nhiều về gọi là những cái tư tưởng không phải là ngoại lai nhưng mà nó là của Âu Châu, của thế giới. Ok, thì cái cô bạn này nó có hỏi chứ những cái người mà người ta đóng phim hay là người ta hát thường thường là người ta rất là lãng mạn. Thì hôm nay đó em mượn gọi là cái sân khấu này để cái ống kính này để cho hai anh chị có thể giải thích được cho cái cô bé trẻ đó hay không, gọi là người nghệ sĩ có lãng mạn hay không, có đa tình trong đời sống của mình hay không? Thanh Lan trả lời Trần trước Quang đi. Trần Quang, em nghĩ là con người nào cũng đa tình, đúng rồi. Chứ không phải riêng mình. Là không, tôi hỏi đơn giản Thanh Lan thôi. Ví dụ chẳng hạn tôi muốn hỏi cô bé có lãng mạn không? Cô bé khi mà nghe một bài hát, cô bé có cảm nhận thấy được cái tình cảm bài hát và làm cho cô bé thích không? Cô bé có thể ăn một món ăn ngon, cô bé có cảm thấy thú vị không? Nhìn một dòng sông nước chảy, con đò đi ra, một cô gái hò trên đất, cô bé có thích không? Hay là một áng mây bay, một đàn chim bay lượn, hay là cái gió hiu hiu mát, hoặc là nhìn một cái hình ảnh đẹp, cô bé có xúc động không? Đó là lãng mạn đấy chứ. Lãng mạn là gì? Theo tôi đơn giản, lãng mạn là cái sự xúc cảm chân tình của mình trước những vẻ đẹp, trước những cái tình cảm nó làm cho rung động trái tim của mình. Những con người bình thường vẫn là con người nghệ sĩ. Tôi có những người bạn không phải là ca sĩ mà hát rất hay. Thì đó là gì đó, có mấy con người, trong con người mình đều là nghệ sĩ hết. Nghệ sĩ chỉ là một danh xưng, nghệ sĩ muốn nói đến tính tình sự phóng khoáng, đúng không? Vâng. Sự biết thương mây khóc gió, biết yêu, và quan trọng nhất biết yêu, đó là sự lãng mạn quan trọng nhất. Vâng. Yêu không phải dễ nghe cậu. Vâng. Cô chị nghĩ sao? À, tại vì cái chữ lãng mạn đó, vâng, mà theo người da trắng á, vâng, họ dịch thành là romantic. Vâng. Thì nó có một cái vẻ gì rất là dễ thương, êm đềm, yêu con người, yêu thiên nhiên. Vâng. Nhưng mà khi mà dịch ra tiếng Việt Nam mà nói lãng mạn là nghe có vẻ hư hỏng. Yeah. Đúng không? Cái người Việt Nam mình hiểu không, không, hiểu, lơ khác hiểu, hiểu cái chữ lãng mạn đó. Lãng mạn nhưng mà trong cái ý nếu mà nói một cô gái lãng mạn là cô đó cũng hơi có cái gì hư hư. Cho nên vâng, bây giờ nên bỏ cái ý đó đi. Tại vì vâng, lãng mạn là mình yêu cái gì đẹp của thiên nhiên cũng như con người vậy thôi. Vâng, anh vừa nói yêu nó rất là khó, nhưng mà em biết là người nào mà yêu nhiều á thì yếu, mà ôm nhiều thì ốm. À, không có đâu, không có đâu. Tình yêu làm cho thăng cuộc sống của mình nó tươi vui hơn nhiều. Vâng. Tất cả chỉ bằng chữ tình. Vâng, vâng, rất là vui được tiếp chuyện với hai anh chị ngày hôm nay. Và trước khi mà chia tay thì mời hai anh chị gửi lời chào đến tất cả các fan, quý khán giả của hệ thống radio VBS. Vâng, Trần Quang xin phép một lần nữa trân trọng cảm ơn cái thịnh tình quý vị đã dành cho Trần Quang. Trần Quang cảm ơn vô cùng, xin kính chào quý vị. Dạ, Thành Lan xin kính chào quý vị. Không ngờ là hôm nay định nói ít mà thành ra nói nhiều, chia thành 3 buổi. Quý vị chịu khó theo dõi những cái câu chuyện nhỏ nhỏ của anh Trần Quang cũng như Thành Lan đến với quý vị hôm nay. Chẳng qua cũng là chỉ muốn cho cái tình cảm giữa khán giả và nghệ sĩ sẽ lâu bền mãi với thời gian. Xin kính chào quý vị. Tài tử Trần Quang, Thanh Lan và Andy Chris xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và kính chúc tất cả quý vị một ngày thật bình an, hạnh phúc và thành công thật nhiều. Và sau đây xin mời tất cả quý vị hãy theo dõi một video clip ngắn, một chuyện phim cho tài tử Trần Quang trình chiếu. Xin cảm ơn. Pardon, mais je suis libre et j'ai toujours le droit d'aller ailleurs. Pardon, mais je veux vivre et si je me sens seul et froid, vous n'arriverez pas à retenir mon cœur.
il faut partir lorsque l'amour vient nous chercher. Il faut se libérer et tout quitter. Il faut partir lorsque l'amour vient nous chercher. Il faut prendre sa main et s'en aller. Pardon, la vie est belle quand on peut regarder toujours plus loin. Pardon, la vie m'appelle, il ne faut pas me retenir. Je sais que l'avenir va commencer demain. Il faut partir lorsque l'amour vient nous chercher. Il faut se libérer et tout quitter. Il faut partir lorsque l'amour vient nous chercher. Il faut prendre sa main et s'en aller. Andrew Chris xin chào đón tất cả quý vị khán thính giả đến với chương trình Andrew Chris Show.